đang có thể có những đơn vị sọc đơn kẹp lại đà để chơi. Cùng là BB và Sẻ đang có mặt ở phía sau, B đang phải bỏ chạy. Có cả Xuân Thứ ở đây nhưng lượng quân chúng ta đang ở đông. À không, còn thiếu cái giáp 4 nữa. Nhưng mà Xuân Thứ cũng nhiều lại đà nên là chắc chúng ta cũng không cần lấy giáp 4. Đấu máu đã có rồi. Lại soi nhanh quá, chưa kịp nhìn anh em ạ. Hoa mắt thế nhờ. Tuy nhiên tôi lại thấy hoa mắt, chóng mặt đau đầu. Được phô Egypt à? Phải phô Egypt không anh em? Phô Egypt này. Ui, quân đội bạn mạnh thế. Chết tôi rồi. Khoai đấy. Đang quả đầu như này. Khê quá. Đây, bãi quả đầu đi, chủ chim sẻ. Một bãi quả có chắc là 6 cây rồi. Một cây quả nó ở mặt còn lại bãi vàng. Quả đầu xấu đấy, càng nhờ trận này càng nhé. Làm nào để thắng được trên này đây. Quân của bạn đẹp quá anh em ơi. Đội bạn lại phô với cả Egypt này. Một con ép đời, một con cung nhiều máu. Khó đấy anh em ạ, khó, trận này khó đấy. Khoai đấy. Vâng, đây là chiếc BE đến chim sẻ. Quả đầu sẻ đang khá là xấu trong trận đấu này. Bởi vậy đấu được cầm Hitty. Và trong khi đó thì các bạn biết là Mạnh Hào cầm quân gì rồi. Đây là Mạnh Hào, một đơn vị quân khá lưu tiêu dành cho anh. Anh đã có chiếc BS để có thể khai thác bầy hiêu và gỗ. Phải cầm xe Mạnh Hào, một trong những đơn vị quân được đánh giá khá lưu tiêu ở trong map đấu này. Quân của bạn rất mạnh ở trong trận chung kết thứ hai dành cho cặp đôi BB và Xuân Thứ ở xe đấu thứ ba. Đội bạn là Phô với Egypt, chúng ta chỉ là xe và Hitty thôi. Hơi đáng tiếc khi mà chỉ là Seng và Hitty. Đáng ra nếu mà trận này chúng ta cầm kiểu hai Seng thì mình nghĩ là hợp lý đấy. Đang làm vòng đi dò đây rồi. Đây là bãi quả đầu đến từ game thủ Mạnh Hào. Bãi quả có 6 cây dành cho anh. Trong đó thì chim sẻ nắng thì theo thông tin tôi nhận được thì tạm thời mới chỉ có 2 con voi thôi. Hơi ít voi để sẻ. Vâng đúng 2 voi à. Thế vậy là sẻ có 2 voi nhưng mà chậm 1 dân so với canh thủ về phía đối bạn. Quần khoai quá. Vâng, làm vòng đi dò rồi, hy vọng đồ ăn nó tươi tươi một chút nào. Vâng, và đến với trận đấu này, tôi vẫn xin trân trọng gửi lời cảm ơn nhà chợ Newman đã đồng hành với kèo đấu này. Newman, sự lựa chọn số 1 cho game thủ và phòng máy. Bài Hitty đấy đang không có rừng đây này. Mỗi cánh rừng thông, đây rồi. Cánh rừng thông, cánh rừng dừa mặt giữa hai nhà, đây bầy hiêu đầu cho xe. Bầy hiêu rất to. Làm vòng đi dò tìm bãi quả phụ nữa để có thể ép đời thôi. Rồi, quần chúng ta được đánh giá là yếu hơn, chúng ta cố thi đấu ở trong trận đấu này. Hy vọng có thể kết thúc đội bạn luôn anh em ạ. Rồi luôn mọi con hiệu này về rồi. Quân chúng ta được xấu hơn anh em ơi, chúng ta cứ khiêm tốn thôi. Khiêm tốn thôi. Cặp đôi đi Xuân Thứ mạnh phết. Đây bầy hiệu là đưa về. Có bầy hiệu đầu 7 con thì nó sẻ nó ở rất xa và em đang cố gắng để khắc phục lại cái trận đấu mà quân chúng ta đánh giá là yếu hơn đối thủ. Đang lùa hiệu về. Gỗ đầu cũng là rất xa cho sẻ nữa, quả đầu thì xấu. Nghe như vì kiểu là mọi thứ đang chống lại cặp đôi chim sẻ nắng và Mạnh Hào vậy. Rồi, chào anh em đang xem nha, hello mọi người, hello anh em. Có C4 nha anh, để em điền cái C4 vào đây cho anh em cái. Xin gửi lời chào đến hơn 13.000 anh em đang có mặt trên fanpage game thủ chim sẻ nắng trong buổi chiều ngày hôm nay nha. Rất mong các bạn có thể cho chúng tôi xin một like, nút chia sẻ video live stream để cổ vũ cặp đôi chim sẻ và Mạnh Hào trong kèo đấu này. Kèo đấu chúng ta được đánh giá cửa dưới so với đối thủ. Vâng, chào anh gì đây? Vâng, chào anh Đào Duy Khánh nha, hello anh em, hello mọi người. Rồi chào anh Nguyễn Hoàng Hải, ôi ôi tên anh giống em mà sao anh lại phát ngôn những câu khó nghe thế. Ôi rồi thêm voi nữa này. Như vậy là có thêm một voi nữa đến từ thủ chim sẻ đang ra. Bài đấu mà ba voi hiêu đầu và dường như là có cả quả phụ nữa. Ở cái bãi quả này thì Mạnh Hào đã nhìn ra, úi rồi. Chết. Voi xa này làm nào để câu về bây giờ đây. Rồi chúng ta sẽ có một bài câu voi nâng cao dành cho anh em khán giả đang theo dõi trên fanpage chim sẻ. Và hãy cùng xem chim sẻ đang sẽ thi triển cái bài câu voi nâng cao này như thế nào nhá. Câu voi nâng cao anh em ạ. Chào anh Minh Hiển nha, hello anh em. Rồi đây là con voi đầu tiên, à xin lỗi con voi thứ hai được cái thủ chim sẻ đang đưa về nhà chính cho mình. Úi rồi, ăn hai hit rất may là không chết dần. Và đây là pha câu voi đỉnh cao, à nhầm nâng cao từ giữa map về với nhà chính cho mình. Một bài toán nâng cao thì có cặp đôi chim sẻ nắng Mạnh Hào. Rồi quên mất dần câu voi nữa, không câu được hai con luôn. Nó đang chỉnh dần bãi gỗ. Rồi bây giờ câu hai con được không? Có chứ, mình nghĩ nên câu hai voi. Bởi vì hai voi về thì nó sẽ hợp lý hơn và đỡ mất tay hơn. 8 phút 40 với 26 dân Hitty. Bài được đánh giá là tạm được đến từ chim sẻ. 5 voi hiêu đầu và quả phụ. Tạm được. Cảm ơn anh Thắng Sàn Sốp VO đã gửi tặng chim sẻ nắng 200 sao nha. Thank you anh. Đây là pha câu đôi voi đến từ chim sẻ. Voi cầm Hitty. Không phát lại đâu anh người, phát trực tiếp ạ. Chào chị Song Yến nhá. Ăn một hit rồi. Và chúng ta sẽ giải quyết đôi voi này luôn. Và con voi này thì phải đưa nó sang mặt đẹp để ăn nữa. Vậy là rất thích làm trò lên chim sẻ. Nhưng mà dù gì thì voi đã chết. Một tràng pháo tay thì có thủ chim sẻ đâu không ạ?
À, cầu đuôi voi đỉnh cao đấy. Thôi, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang máy Mạnh Hào. Máy cầm xe này. Ôi, anh đã kích đời rồi à? Vâng, anh đã kích đời rồi và đang cầu bãi vàng. Tất nhiên rồi, xe 24 dân thì sẽ phải là bài đấu kích 9. Đấy, Mạnh Hào. Bài này mà không kích 9 thì cũng là hơi yếu. Công giáp đầy đủ ngựa giò và giò đẩy luôn bài 23 dân nữa. Mạnh Hào, xin lỗi các bạn. Đây là dân màu 2, đó là cái thủ BB. Người cầm Egypt ở trong trận đấu này. Egypt nhờ BB. Trời luôn. Và tránh Dương Hoàng nhá luôn anh em, tránh Quyết Trần, tránh Vũ Duy Thắng ạ. Ở đây là nhà màu 3 luôn. Như vậy là phô của Xuân Thứ ở ngay cạnh nhà BB. Hai nhà bạn khá gần nhau ở góc 1-2 giờ này. Và Mạnh Hào đã quyết định tăng chiếc nhà BL thứ 2. Chúng ta mới ăn được 2 dân với thủ Xuân Thứ. Bãi quả giữa nhà thì Mạnh Hào sẽ người ăn. Và bài Mạnh Hào là bài hiêu đầu và hai quả phụ. Để có thể ép đời thôi. Còn dân thứ 3 Xuân Thứ đã nằm xuống và Mạnh Hào đang sóc một lạc đà. Anh đang chuẩn bị xin con lạc đà thứ hai. Nhưng mà nhà BL mới chịu một dân xây nên nó chưa xong. Bài Xuân Thứ cũng rất nhiều voi. Vâng, bài 3 voi Xuân Thứ. Khá là ghê. Vâng, Hào đang chờ lạc đà để thả vào những cơ sở ăn hoang bên phía đối bạn. Tất cả những cơ sở làm ăn của Xuân Thứ ở mặt giữa anh nhà bên phía đối phương đều đã bị Mạnh Hào tìm được. Vấn đề là cần phải tìm bãi vàng và bãi gỗ đối phương nữa. Vâng, 25 là tham gia của Hào và anh đang muốn bắt chiếc con giò này của Xuân Thứ. Như nào? Chọc ai? Chém chết luôn. 2L và tìm dân của Xuân Thứ rồi. Một bài thứ đánh chém và con giò Xuân Thứ không phát huy tác dụng khi không được đẩy đi. Và đánh giò thủ thì bị Mạnh Hào chém chết luôn rồi. Đây là bãi vàng của Thứ này. Nếu như sẽ có tê đẩy đây thì đẹp luôn. Và như có cả bãi gỗ ở cạnh bãi vàng luôn. Đúng là như vậy. Hào đang cố gắng tìm dân ăn hoàng Xuân Thứ nhưng chưa thấy đâu. Lọt vào bãi gỗ này không? Không lọt bãi gỗ này rồi, Xuân Thứ đã bo xong. Đây rồi. Ơ, vâng, ơi, ok em. Vừa đúng lúc lạc đà đến thì Xuân Thứ đen đè ra. Vâng, được của nó. Bài Xuân Thứ đang ăn hoang ở gần nhà BL, đóng về phía nhà chim sẻ và Hào đang đi vào bãi vàng của đối phương. Vâng, sẻ đang bo nhà trong trận đấu này. Đây là mặt máy cái thủ chim sẻ. Em đang có tình huống đẩy tê rồi. Trận thi đấu chung kết sớm cho BB của Xuân Thứ trong trận đấu thứ 3. Rồi, có tê bắn vào bãi vàng của Thứ. Ui giời ơi, cảm giác nó khoai của bạn quá nhờ. Đây là bãi ăn hoang của Xuân Thứ chết luôn rồi. Tỷ số thì mình nghĩ là nhiều khả năng sẽ là 3-1 cặp đôi chim sẻ đang Mạnh Hào trong trận đấu này. Đó, đây có thể thì có cái tỷ số khác lắm. Mạnh Hào khỏe quá, bài 2L đều. Nói chung với Seng và Hitty thì tất nhiên rồi. Lúc đầu mình cho anh em một tí thôi chứ quân chúng ta đánh giá nhìn hơn bạn rất là nhiều. Nhiều bài Seng Mạnh Hào đánh bài tàu, bài của sẻ thì 5 voi hiêu đầu. Quả phụ nhường Mạnh Hào, bài Mạnh Hào thì hiêu đầu và 2 quả phụ. Với bài đấu được cầm Seng như thế này thì đương nhiên là anh sẽ chém cho đội bạn được tưng bừng rồi. Xuân Thứ đã bay hết tất cả những cơ sở làm ăn của mình khi mà có tê sẻ đẩy lên. Hào đang ra ruộng ở nhà, và đây là nhà BA, BBB đã đẩy một tân cung R đi. Bãi vàng Mạnh Hào đã bị trôi vào, anh đen BB và chạy dân. Có lạc đà kê nhà và có lạc đà ốp vào BA đối phương. Rất nhiều lạc đà dành cho Mạnh Hào. Tân này thì BB cũng khó để có thể ra khỏi nhà. Một tân cung của BB đẩy đi nhưng đang bị Mạnh Hào đánh chặn. Và sẻ khi có cung R kết hợp cùng Mạnh Hào thì chiến thắng sẽ đến với cặp đôi chim sẻ nắng và Mạnh Hào ở trong trận đấu này. Tỷ số sẽ 3-1 trong trận đấu thứ 3 và chúng ta sẽ đến với trận đấu thứ 4 ngay sau đây. Trận đầu chúng ta dạm ngõ đội bạn với tỷ số 0-3, nhưng từ C2 và C3 thì các bạn biết rồi đấy. Cơ cấu lại bãi vàng và chờ chim sẻ nắng kết hợp. Và nếu không thì một mình Mạnh Hào chém thì tôi thấy Mi đã cảm thấy rất khó thở rồi. Một bài cầm Egypt đến BB. Mạnh Hào đang cơ cấu lại những con dân bãi vàng của mình. Anh đang có một khoanh ruộng 5 cái ở trong khu vực góc 9 giờ. Mi đứng lại chơi Mạnh Hào thì mình nghĩ là chẳng có lý do gì mà nó không bổ cả. Cùng Egypt mới có giáp 2. Lạc đà vẫn là rất đông. Anh đang kê lạc đà ở khu vực bãi vàng và tụ lạc đà. Chúng ta sẽ đến với màn máy cái thủ chim sẻ. Chim sẻ đang có bài Hitty với tham lai là 42/68. Em đang bắn lại nhà Xuân Thứ và nâng cấp chặt gỗ 2. Với cái bài Hitty ít rừng như thế này thì chúng ta sẽ tăng A và đẩy sớm thôi. 3 A thuyền đầu đến từ chim sẻ và đây là BA thứ 4. Xuân Thứ đóng phù trận đấu này nhưng lại bay vàng một tập nữa. Tôi đang chưa nhìn thấy phù Xuân Thứ đâu cả. Có một lạc đà đến từ Xuân Thứ. Một tân dân của Thứ đã chạy về khu vực góc 9 giờ, không biết Mạnh Hào đã khoảng hay chưa. Và Thứ đang có 2, 4, 5 lạc đà luôn. Khá đông lạc đà dành cho cái thủ Xuân Thứ trong trận đấu này. Và Hào đang để mất bãi vàng của mình một cách hơi lãng xẹt. Và bãi gỗ của anh thì cũng đã hở sang nhà chim sẻ nắng rồi. Sẻ đang quản lại nhà màu 3. Đưa về thế 2-1 luôn. Để có thể chơi chết nhà Xuân Thứ. Bo lại nhà cửa mình, đây là lạc đà của Xuân Thứ. Không thấy dân của Thứ ở mặt này. Và cung R Hitty trong tay chim sẻ. Giáp 2 và gỗ 2 đã có tham lai 51 đây rồi. Và đây là dân ăn hoàng Xuân Thứ. Nhưng hơi đáng tiếc chim sẻ chỉ có 2 cung R ở đây. Quanh ruộng Mạnh Hào sẽ bị phát hiện vào mặt 9 giờ này. Chắc chắn bị phát hiện rồi. Đã bò lại phủ giữa hai nhà đến từ game thủ Mạnh Hào và BB bắt đầu đi quân. Và chúng ta sẽ có màn máy của game thủ Mạnh Hào. Và màn máy game thủ Mạnh Hào. Anh đang có thể có những đơn vị sọc đơn kẹp lạc đà để chơi cùng với BB và sẻ đang có mặt ở phía sau. B đang phải bỏ chạy. Có cả Xuân Thứ ở đây nhưng lượng quân chúng ta đang ở đông hơn đội bạn quá nhiều. B đang giật dốc, Hào chỉ đảo thôi. Tầm này chỉ đảo thôi. Bắn nốt lạc đà màu 3 đi nào.
Timeline vẫn đang ở số là 31 dành cho cầu thủ Mạnh Hào. Đây là màn máy cầu thủ chim sẻ BC. Đào Hữu định lao vào nhà chim chẩn áo nhưng đây là pha vẩy E. Nhưng pha vẩy E này thì hở nhiều quá. Pha vẩy E hơi lỗi. Và chúng ta đang đánh thủ và đội bạn đang người đi công. Và làm cách nào chơi BB nào không rời Egypt này. Có lốt thêm một vài chim nhà bè nữa nha. Không có rừng nên chim sẻ nhưng mà vấn đề chúng ta là đang không có rừng. Nên là chúng ta phải đẩy sớm thôi, đẩy nhanh lên nào. Rừng rất xấu. Rừng rất xấu thì từ cái thủ chim sẻ lên đầu máu luôn. Lên cả đầu máu để đối đầu lại với những đơn vị cung đờ của người cầm Egypt bên phía đối phương. Bắn lại bãi vàng của chúng một tờ nữa. Và đang kê mặt giữa hai nhà. Đây là cung đờ của cái thủ BB. 4 là đến từ chim sẻ. Vẫn đang bắt đều. Tầm này là mắc binh công nghệ rồi. À không, còn thiếu cái giáp 4 nữa. Nhưng mà do chúng cũng nhiều lạc đà nên là chắc chúng ta cũng không cần lấy giáp 4. Đầu máu đã có rồi, bây giờ để lực để bung ra ngoài ăn rừng và có thể tăng Nga thôi. Tầm này là mình nghĩ nên lên BA thứ 5 được rồi. Tầm này đánh phát triển với BB là hơi mệt khi mà nhà không có rừng. Đây, chúng ta có lại những đơn vị sắp đơn để thuê nhà. Và là có những con lạc đà để đảo cho game thủ BB. Cảm giác BB trận này đang rất trâu quân nhá. BB đang cực kỳ trâu quân. Và nếu như một mình sẻ đấu với BB như thế này thì mình nghĩ là ăn được. 65 cái gì được chia sẻ, có một lạc đà xuống dưới đây thôi, chiếc lạc đà này rồi và đang điều quân với người cầm Egypt. Tôi đang chưa kịp nhìn xem là BB đã có đổ máu hay chưa. BB đang người phải rút lui trong tình huống này. Đây là bàn máy của anh thủ Mạnh Hào. Mạnh Hào đang có tham lai là 37 và anh đang có những hướng 7E để bắt những đơn vị cung đờ của game thủ BB. Khi mà hai cái thủ của chúng ta đang có một tham lai ổn như thế này, chúng ta cần có những tình huống đó là kết hợp cùng với nhau. Và nhìn đội bạn quýt rồi và tỷ số là 3-1 trong trận đấu thứ 3 để chim sẻ nắng và Mạnh Hào. Chúng ta hãy cùng chờ đợi đến với trận đấu thứ 4 ngay sau đây. Và 2-1 VC cho sẻ và Hào ở trong buổi chiều hôm nay và chờ đợi đến với trận đấu thứ 4 thôi. Và trước khi đến với trận đấu thứ 4, chúng tôi vẫn xin trân trọng gửi lời cảm ơn nhà chợ Newman đã đồng hành cùng với kèo đấu này. Newman sự lựa chọn số 1 cho game thủ và phòng máy. Như vậy là các bạn có thể nhìn thấy đây là bài đấu mà BB cũng không nhiều rừng, có một cánh rừng ở mặt 1 giờ với BB thôi. Chứ còn những cánh rừng khác của BB cũng xấu. Một map đấu mà rừng của cả 4 nhà đều đang rất xấu nhá. Dù gì thì chúng ta đã có chiến thắng khi mà quân đã đánh giá lợi thế hơn rồi. Chờ đợi đến với C4 ngay sau đây thôi.